Trời mẹ ơi, mẹ đứng dậy đi mẹ, sao mẹ tự nhiên mẹ quỳ vậy? Không, không bây giờ con đưa mẹ đi làm đẹp, mẹ không thích thì thôi mình đi về chứ sao mẹ làm gì mẹ quỳ xuống con lo lắm mẹ ơi. Không. Mẹ đứng dậy đi, con đang nghỉ mẹ luôn á, mẹ đứng dậy giùm con đi. Trời, mẹ giúp mẹ té chứ mẹ đâu có quyền chi. Trời ơi, ông đỡ mẹ lên mà còn nói nhiều quá. Dạ, dạ chị. Nặng quá, chị vô, chị vô ơi. Chị vô, đây, đây, đây. Dạ, để cho đỡ bác. Ôi nặng quá vậy. Ôi trời ơi, con với cái nuôi nó bị lớn vậy mà nói mẹ nó vậy đó. Vô, vô. Vậy là em muốn điều trị năng cho mẹ đúng không? Dạ đúng rồi. Nó muốn, cũng muốn mà nha. Trời mẹ. Nếu kêu mẹ là mẹ, đừng có cãi lời. Từng tuổi này là điều trị gì nữa. Sao con lại không muốn điều trị năng? Đó, thì con nhìn nó coi, giống tướng có tiền không? Tôi đã không lo cho nó gặp mặt mặt mẹ rồi. Bây giờ đâu thể để nó giúp dễ tôi nữa. Nhưng mà mẹ, bây giờ con vất vả một chút. Nhưng mà mẹ đẹp, mẹ vui là con cũng vui mà. Con nhìn cái tướng kìa, nó xấu xí như vậy đó. Bây giờ nay lưng ra làm nữa. Mốt có ba lấy con chứ ai mà lấy. Lúc đó hả, mẹ nó đẹp đó hả, cũng không có vui nổi đâu. Mẹ này, thật là trùng hợp. Bên con đang có chương trình điều trị nám giảm 50% đó cô. Mà con cam kết là sạch nám nha. Thì cũng cố. Dạ thiệt. Thì hả chị? Thiệt. Cô với em cứ yên tâm nha. Ở đây con điều trị vừa uy tín mà lại có cam kết. Dạ, cảm ơn chị nha. Có ước mơ riêng mình, và con cũng cố gắng theo hết mình. Tháng nay mình làm gì có chương trình khuyến mãi nào chị? Chị vừa mới ra chương trình đó luôn mà. Ủa? Tại sao chị lại giúp họ? Thế hai mẹ con họ cũng tích cực. Với lại người con thì quá hiếu thảo, còn người mẹ thì rất là thương con. À, thôi, những người tốt như vậy đó, mình giúp họ được cái gì thì mình giúp. À, thôi, thiện nguyện ở đâu cũng vậy. Mình có gì mình thiện nguyện ở đó đi em. Ngoài kia thế giới bằng là dòng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì.